kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu mới được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án, nhiều bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ nhận mức án cao hơn nhiều so với mức án đề nghị của viện kiểm sát. trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan tù trung thân, trong khi viện kiểm sát đề nghị 18 tới 19 năm tù. Vậy nguyên nhân chính là gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với tổng hợp ngay sau đây. Trong số các bản án mà Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên với 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, cùng với Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu của Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, thì bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã bị tuyên án trung thân. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân chỉ đề nghị 18-19 năm tù với bị cáo này. Hội đồng xét xử nhận thấy rằng bị cáo Hương Lan đã nhận số tiền đặc biệt lớn 25 tỷ đồng gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân nên cần phải áp dụng mức hình phạt cao hơn viện kiểm sát đề nghị mới đủ sức gian đe. Trong vụ án bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự, bị xác định nhận 32 lần hơn 25 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp khi thực hiện cấp phép chuyến bay giải cứu. Bà Lan nhận số tiền hối lộ nhiều thứ ba trong 21 cựu quan chức bộ ngành địa phương bị xét xử cùng tội danh. Bà Lan cùng các bị cáo thuộc cục lãnh sự bị cho là tạo nhóm lợi ích gây khó khăn nhũng nhiễu, không minh bạch buộc doanh nghiệp chi tiền để được giải quyết thủ tục. Với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa hối lộ, họ sẽ gây khó dễ dưới nhiều hình thức. Theo kết luận điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan tự ý ra văn bản yêu cầu dừng triển khai chuyến bay khi doanh nghiệp đã bán hết vé và thuê tàu bay. Sát ngày mới thông báo thay đổi kế hoạch bay, số hành khách để doanh nghiệp gặp phải chi tiền. Ở giai đoạn điều tra, bị cáo Lan bị cơ quan tố tụng đánh giá là một trong bốn bị cáo không chịu hợp tác và làm khó cơ quan điều tra. Hội đồng xét xử nhận định đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan trong nhóm nhận hối lộ là người nhận hối lộ nhiều lần với số tiền rất lớn, đặc biệt gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước và hình ảnh của đội ngũ cán bộ công chức. Do đó cần có hình phạt nghiêm cao hơn mức mà đề nghị của viện kiểm sát tại phiên tòa mới đủ tác dụng giáo dục gian đe tội phạm nguy hiểm này đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Theo hội đồng xét xử, với vai trò là người đứng đầu cục lãnh sự, bị cáo Lan để xảy ra sai phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống tại đơn vị của mình. Tại cơ quan điều tra, bị cáo không thành khẩn khai báo. Theo cáo buộc, bị cáo Hương Lan được giao quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc của cục lãnh sự, xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay, trực tiếp báo cáo ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng duyệt, ký công văn đề xuất cho các doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Biết được vai trò của bị cáo Lan từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, tám cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đưa tiền để được cấp phép chuyến bay nhanh chóng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, nhưng trong giai đoạn điều tra, bị cáo này không thừa nhận nhận số tiền 25 tỷ đồng, mà chỉ nhận 900 triệu đồng và một số quả cáp. Đến lúc phiên tòa đưa ra các dẫn chứng, bị cáo mới chịu thừa nhận toàn bộ số tiền hối lộ của 8 doanh nghiệp, bao gồm công ty An Bình, ATA, Nhật Minh, Master Life, Blue Sky, đại diện Lữ Hành Việt, đại diện Thuận An như cáo trạng. Bị cáo Lan thừa nhận sai phạm, việc nhận tiền là nguyên nhân để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay là mất uy tín của nhà nước. Lời sau cùng bị cáo nói thấy đau xót, hối hận vì nhận thức chưa đầy đủ việc nhận quà, tặng quà nên phải đứng trước tòa. Suốt 27 năm, bị cáo đã theo đuổi nguyên tắc làm việc vì lợi ích quốc gia, tập thể. Bị cáo thấy hối hận vì không đủ bản lĩnh, vượt qua được những lời nói khéo léo của các doanh nghiệp, để đến cuối cùng nhận quà của họ. Bị cáo Lan cho hay sẽ có một tòa án lương tâm suốt cả cuộc đời và gửi lời xin lỗi tới đảng, nhà nước, nhân dân cùng các đồng nghiệp. Bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh mẹ đơn thân, xin giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và hứa sẽ cải tạo tốt về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng trong vụ án. Hội đồng xét xử yêu cầu tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền là 1,2 tỷ đồng mà bị cáo và gia đình đã nộp. Bị cáo Hương Lan tiếp tục buộc phải truy thu nộp số tiền 23,8 tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng yêu cầu tiếp tục kê biên căn hộ chung cư ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, xe ô tô mang nhãn hiệu Lexus 300 màu trắng, một căn hộ chung cư ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm của bị cáo Hương Lan để thi hành án giải thích lý do mới nộp khắc phục được 1,2 tỷ đồng trong con số 25 tỷ đồng nhận hối lộ. Luật sư của bà Lan cho biết, gia đình thân chủ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó được tự bổ sung phần bào chữa của luật sư, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan mong hội đồng xét xử xem xét gỡ kê biên căn nhà tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội để gia đình có nơi sinh sống và bị cáo có nơi để quay về sau khi hoàn thành án. Thưa quý vị, ngoài bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cũng nhận mức án tù trung thân cao hơn mức án trước đó Viện Kiểm sát đề nghị. Theo Hội đồng xét xử nhận định, Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội hai lần trở lên. Bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền. Do đó, cần phải đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát mới đủ sức gian đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Hầu hết các bị cáo trong quá trình xét xử đã thừa nhận tội danh bị truy tố và chấp nhận trách nhiệm cho hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, đáng chú ý là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã không chấp nhận cáo buộc từ cơ quan công tố và phản bác lại mọi cáo buộc về hành vi vi phạm của mình. Tài liệu hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa xác định đến tháng 9 năm 2021, Hưng bị điều chuyển công tác, không còn tham gia điều tra vụ án nhưng vẫn nói dối về việc chạy án, thông qua cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để chiếm đoạt tiền của Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Theo hội đồng xét xử tại tòa, Hoàng Văn Hưng không thừa nhận đã nhận khoản tiền nào từ Nguyễn Anh Tuấn và không hướng dẫn Hằng khai báo. Tuy nhiên, Hưng xác nhận đã gặp riêng Nguyễn Thị Thanh Hằng tại nhà riêng của Tuấn và có nhận cặp số do ông Tuấn gửi đến nhưng khai bên trong không có tiền mà là bốn chai rượu vàng. Hội đồng xét xử nhận định Hoàng Văn Hưng là trưởng phòng điều tra, biết rõ quy định không được tiếp xúc với người đang bị điều tra ngoài trụ sở. Tuy nhiên, Hưng vẫn tiếp tục gặp Hằng tại nhà của Nguyễn Anh Tuấn. Quá trình điều tra, Hằng và Sơn khai có 13 lần đưa cho ông Tuấn số tiền 2,8 triệu đô la Mỹ để đưa cho Hưng nhờ chạy án. Ông Tuấn khai nhận 2,65 triệu đô la Mỹ từ Hằng, trong đó có 400.000 đô la Mỹ là tiền Hằng trả cho việc sang nhượng mảnh đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tại tòa, Hưng phản bác các lời khai này, cho rằng đây là những lời khai một chiều không khách quan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã thu thập chứng cứ khách quan. Ngoài lời khai của Hằng và Tuấn, cơ quan tố tụng còn thu thập lời khai của nhiều người khác và dữ liệu điện tử để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Theo hội đồng xét xử, dữ liệu điện tử và hình ảnh trích xuất từ camera còn thể hiện ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022 tại cổng trụ sở cơ quan an ninh điều tra, Hoàng Văn Hưng đã nhận chiếc cặp số do ông Tuấn gửi đến, bên trong chứa 450.000 đô la Mỹ. Hội đồng xét xử đánh giá những lời khai của Hoàng Văn Hưng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, thể hiện sự không thành khẩn. Do đó, bản án sơ thẩm kết luận Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ và khẳng định Hoàng Văn Hưng không bị oan. Theo bản án, Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội hai lần trở lên. Bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền. Do đó, cần phải đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát mới đủ sức gian đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị, cùng với việc tuyên án 54 bị cáo, Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới về vụ án này trên VTC Now. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.